rồi. Nhiều năng lượng quá. À, có cốc sữa. Thời tiết hôm nay đẹp quá. Ngon hơn, chị có dám chơi thử thách với em không? Chơi luôn. Thử thách đồ ăn đóng băng và đồ ăn rực lửa. Wow. Nghe hấp dẫn đấy. Chơi đi xem ai là người mạnh hơn. Chắc chắn chị sẽ thua em thôi. Các bạn mình chơi thôi. Yeah. Để xem đồ ăn nào ngon hơn. Một món đầu tiên. Một, hai, ba. Gì đây? Đây chính là sữa chua. Sữa chua thật. Nhưng mà ăn sữa chua bình thường thì có gì mà ngon. Em có món này ngon hơn. Ở đây mình đã chuẩn bị một khuôn kem. Mình sẽ biến hộp sữa chua này thành kem. Năng lượng băng giá. Ôi, kem sữa chua ngon tuyệt. Ôi, ngon thế. Chị không nghĩ món của chị sẽ thua kém món của em đâu. Hãy xem đây. Trên đời ai oán chưa thấy ai ăn món sữa chua nóng bao giờ cả. Có chị. Bỏng quá. Thôi còn như vào đây thì thua đi. Sang món tiếp theo. Tiếp tục món thứ hai. Lần này chắc chắn là chị sẽ phải chiến thắng. 1, 2, 3. Marshmallow. Ui. Marshmallow bình thường thì quá là tầm thường rồi. Xem em đây. Lạnh thế. Chuyện em đã đóng băng marshmallow rồi. Bây giờ nó sẽ thành kẹo đóng đá marshmallow. Hả? Đúng quá. Chẳng có ai ăn marshmallow đóng đá các bạn nhỉ. Đáng đời chưa? Một lúc nữa là nó chảy ra thì lại ăn được chứ gì. Hãy xem chị đây. Chết rồi, quá cay rồi. Nhưng mà không sao, mình vẫn ngon. Ăn thử nha. Marshmallow nướng. Ngon các bạn ơi. Ngon lắm, đâu đông đá như em á. Được rồi, em sẽ không tiếp tục thua nữa đâu. Chúng ta sang vòng số 3. 2, 3. Khoai tây. Khoai tây chiên. Mọi yêu thích của chị.
Nope. Là món yêu thích của em luôn. Nên là chị đừng có hòng thắng em. Hey. À, khoai tây chiên đã được đông lạnh. Hấp dẫn lắm đây. Nhìn trắng phần phọt chứ nhỉ. Lấy tâm đấy. Trời ơi các bạn ơi, miếng khoai tây nó cứng như kiểu vỡ. Đau luôn đấy. Bún này làm sao mà ăn được, bỏ đi. Sang đây với mình. Với sức mạnh của lửa, mình sẽ không hề cần dùng đến chảo luôn. Các bạn ơi. Khoai tây chiên thì phải như thế này chứ. Khoai tây đông lạnh cũng ngon mà. Ai chưa ngon hơn các bạn nhỉ? Khoai chiên ngon hơn. Giống khoai sống. Vòng này chị thắng rồi. Đến vòng tiếp theo. Nãy giờ chị cũng thắng hơi nhiều ấy nha. Bố mắt cố lên. 1, 2, 3. Ôi, bánh Oreo. Bánh Oreo. Với sức mạnh của băng, em sẽ biến món này thành món bánh kem. Đó, chiếc bánh đã cứng. Cứng hơn cả lúc đầu luôn. Wow. Ngon thế. Giòn tan là rất là ngon. Cái còn mát lạnh the the nữa. Lớp kem bên trong á, lớp kem ở giữa. Ăn như là kem thật vậy. Ui. Không có đâu, các bạn sang lại. Với sức mạnh của lửa, mình sẽ làm một món bánh Oreo thành một chiếc bánh gato. Các bạn ơi, nhìn những chiếc bánh Oreo đã được nấu chín rồi đây này, mình sẽ ăn nha. Vậy là vòng này ai là chiến thắng đây? Em. Nope. Chị. Em. Thôi chị nghĩ rồi. Lần này cả hai cái đều ngon, làm cách nào cũng ngon các bạn ạ. Đúng rồi. Các bạn thấy đúng không? Các bạn thấy là đúng, hãy comment bên dưới cho mình nha. Lần này sẽ là hoa. Đúng. Món tiếp theo. Không cần biết về món gì, chị sẽ làm phép luôn. Em cũng thế. 1, 2, 3. Ôi, một quả táo. Ui. Đây là món kem táo. Đây là táo luôn. Bỏng quá. Em phải ăn đây. Chị sẽ phải thử nước cái món táo luộc này đã. Sao em đâu rồi? Sao em đâu rồi? Xem món táo luộc của chị này. Tuy hơi nóng thì thôi, chỉ phải dùng ra với dĩa. Nope. Gãy giòn quá, gãy răng như em đấy. Em nghĩ cả lần này cả hai đều fail rồi á. Không phải cố ăn nữa đâu. Ghê thật các bạn ạ. Mì tôm, em thích mì tôm. Mì tôm đóng băng. Em thử nghiệm từ lâu rồi. Hey. Cái gì đây? Mì tôm vẫn còn đang bốc khói. Bố kiểu mì tôm mày hả? Bố tôm mày làm sao đây? Chưa luôn nhá. Trời ơi, kiểu mì tôm mày đã thì không ăn được rồi. Cái này để chị.
Mì là phải như thế này các bạn nhờ. Thấy không? Khói quá là nghi ngút. Thơm ơi là thơm. Nope. Ngon thế nào? Ăn thử để mà biết. Chị ăn xem, chị ăn thử xem chung xem. Úi dồi ôi, bắn nếch cả vào mặt người ta rồi. Ngon quá đấy. Trời ơi, thế là vòng này ai thắng? Các bạn ơi, vòng này ai thắng nhỉ? Mình không chịu thua đâu. Các bạn thấy ai mà chiến thắng nhiều vòng hơn thì nhớ comment bên dưới nha. Bạn nào cổ vũ cho mình nhớ bình chọn cho băng. Không, các bạn bình chọn cho lửa nha. Vì mình nói nhiều hơn nếu mình thấy sơ sơ rồi thì, nhưng mà thôi các bạn hãy chấm điểm cho mình bên dưới phần comment nha. Còn video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Mây cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Cho lửa và băng một like nha. Và nhớ là đừng quên bấm đăng ký bên dưới, bật chuông báo lên để nhận thật nhiều thông tin kênh Mây Khoai Tây. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.